Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 2 cũng là tập cuối của bộ truyện Một đời chấp niệm, tác giả Sư An. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe bộ truyện này xuyên suốt 2 tập vừa qua. Và ngay bây giờ, Khôi xin bắt đầu. Từ ngày hôm đó, mọi thức ăn thức uống của Tú Tài và Thi đều được cô Tình xem xét rất cẩn thận mới cho hai đứa ăn. Cô cũng cẩn thận quan sát thái độ của mẹ con cô Đào. Những lúc cô Đào nổi tánh khó ở, làm khó dễ người làm, thì cô cũng sẽ ra mặt chứ không làm ngơ như trước đây. Cô Tình nghĩ phải tém cái tính nết kia của cô Đào lại một chút. Nếu không, cô ta sẽ được nước mà lớn tới, chẳng hạn như chuyện sáng nay. Ly nước cam từ tay cô Đào rơi dở trên mặt đất, tiện tay tát vào mặt con Sen một cái, giọng chua ngoa. Mày làm nước như vậy đó hả? Chua lẹ chua lét, ai mà uống được hả con kia? Cô không bỏ đường theo lời bà dặn mà. À, mày còn dám trả treo với tao à? Cô Đào vừa nói vừa ngắt nhéo người con Sen. Cây chổi lông gà trên tay cũng quất tới tấp vào người con nhỏ. Sen là người ở thân cận nhất với cô Tình. Cô Đào luôn ức hiếp nó vì cô cảm giác như đang ức hiếp chính cô Tình vậy. Cảm giác ấm ức cũng theo đó mà đỡ hơn. Dừng tay lại! Cô Đào nghe tiếng của cô Tình thì cũng không dám đánh con Sen nữa. Nhưng cặp mắt thì vẫn xếch lên trừng trừng nhìn nó như hăm dọa. Cô Tình cũng đạm mạc tiến đến kéo con Sen ra sau mình. Ánh mắt trước sau không nhìn thấy cô Đào lấy một cái. Chậm rãi hỏi con Sen. Em làm gì sai mà bị cô Đào đánh vậy hả? Cô trầm tĩnh hỏi. Cô chỉ gọi là cô Đào chứ không gọi một tiếng em hai. Đồng nghĩa với việc cô Đào vẫn không có thân phận chính thức trong căn nhà này. Ấy như một cái tát vào mặt cô Đào. Con Sen bị đánh oan, thấy cô Tình thì ấm ức nói một hơi rồi bật khóc. Dạ, bà kêu con pha nước cam không đường, nhưng mang lên thì bà bảo chua rồi đánh con. Ừ, hiểu rồi, em đi ra sau sức dầu lên mấy vết roi đi. Bị cô Tình nhìn chăm chăm khiến cô Đào chột dạ, nhưng cũng rất kiêu căng hất mặt lên. Thì thấy điệu bộ khó ưa của bà ta thì châm biếm. Đúng là chỉ được đến như vậy, làm khó dễ đám nhỏ thì thể hiện được gì? Cô... Con cái mà dám nói chuyện vô lễ với người lớn như vậy đó hả? Người lớn? Tôi là vợ của cha chồng cô, má hai của chồng cô, cũng xem như là mẹ chồng của cô. Cô cũng phải gọi tôi một tiếng mẹ, chứ hỗn hào như vậy là không được. Người ta nhìn vô lại nói cha mẹ cô không biết dạy con đó. Vậy phải xem bà có xứng đáng hay không đã. Đã được cha tôi cưới xin gì chưa? Nếu có thì tôi miễn cưỡng chấp nhận gọi bà một tiếng mẹ. Còn không thì... e là xấu mặt bà rồi. Mà hình như là bà tự cuốn gói đến đây ở, chứ có cái đám cưới hỏi gì đâu. Thi vẫn rất ác miệng. Từng lời thốt ra đều như mũi kim xoáy sâu vào nỗi đau của cô Đào. Cô Đào tức tối lập tức phùng mang trợn má lên, tay run bần bật chỉ vào mặt Thi. Mày Cô Đào tức đến nghẹn họng nhưng không thể nói được gì. Cô Tình nhìn cảnh này cũng chỉ lẳng lặng rời đi. Tính cô thích sự yên tĩnh, ghét nhất là những chuyện chanh chua cãi vã như vậy. Cô cảm giác từ ngày cô Đào dọn đến làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống vốn đang bình yên của mình. Thấy Tình rời đi, Thi cũng nhón chân đi theo, không muốn ở lại nhìn mặt cô Đào thêm chút nào nữa. Cô Đào phía sau vẫn tru tréo. Chị xem á, con dâu chị hỗn hào như vậy kìa, chị cũng không dạy một tiếng. Hay là chị thị thiện cho nó hỗn hào như vậy hả? Để tôi nói với ông xã là chị không biết dạy con. Cô Đào thấy cô Tình rời đi thì cố dớt dát nói, muốn làm khó cho cô Tình một chút. Cô Tình nghe nói thì câu mày đỉnh điểm khó chịu. Người đàn bà này đã độc ác thì thôi đi, lại còn chua ngoa lắm lời như vậy. Cô quay người không nóng không lạnh, đáp. Nếu cô không làm gì xấu
thì tụi nhỏ nó đâu có dám hỗn hào với cô. Thay vì trách móc con nhỏ thì cô nên xem lại tư cách của mình trước đi. Ánh mắt hận nhìn theo bóng lưng lãnh đạm của cô Tình. Từ ngày cô Tình dùng lên dằn mặt lại cô Đào, đám người ở trong nhà đương nhiên cũng đứng về phía bà lớn. Chuyện gì đúng thì tụi nó sẽ nghe, còn không tụi nó sẽ trực tiếp làm lơ lời cô Đào, khiến cô Đào tức điên nhưng lại không làm gì được. Sao mẹ lại để yên cho bà ta lộng hành như vậy? Cô Tình vẫn điềm tĩnh uống hết chung trà, mới nghiêng đầu đáp lời. Mình có thể làm gì? Nếu con bóc một cục sình ném vào người cô ta, thì tay con sẽ bị dính bẩn trước. Hãm hại cô ta thì người mang tội sẽ là mình. Thi vẫn không chịu, đáp lại. Mẹ không hại bà ta, sớm muộn gì á, một người có giả tâm như bà ta cũng triệt hạ mẹ thôi. Chi bằng sớm một chút... Thi chưa kịp dứt lời đã bị cô Tình ngăn lại. Đấu đá tranh giành để làm gì? Chi bằng tự mình bảo vệ mình cẩn thận một chút. Lần trước là do sơ suất của mẹ. Sau này, mẹ sẽ không để cho ai có cơ hội làm tổn hại đến vợ chồng con đâu. Thi nghe vậy cũng không thể nói gì thêm. Tình của cô có phải hay không đã quá thiện lương? Kiếp chồng chung, mấy ai mà cao thượng được như Tình? Mình không hại người, nhưng chắc gì người sẽ không hại mình. Đạo lý đơn giản như vậy mà Tình lại không hiểu hay sao? Không, mình không cho phép ai lăm le làm tổn hại đến Tình hết. Dù chỉ là ý định cũng không được. Thi càng nghĩ lại càng căm ghét cô Đào. Cô Tình nhìn biểu cảm giận mà không dám cãi. Nét mặt đỏ âu của Thi thì buồn cười. Đứa nhỏ này cũng có lúc phải chịu ấm ức như vậy sao? Thật ra cũng có chút đáng yêu. Cô biết nó là vì lo lắng cho mình và chồng. Nhưng cô làm sao muốn những đứa con của mình có thể trở thành loại người như vậy? Mưu tính hãm hại người là điều mà cô ghét nhất trên đời. Hơn ai hết, cô chỉ muốn những đứa con của mình có cuộc sống an nhàn hạnh phúc, vô lo vô nghĩ mà thôi. Ông xã Nhẫn bị những lời tỉ tê bên gối của cô Đào thì lại càng xa cách với vợ lớn, luôn nhìn cô Tình với ánh mắt câu có. Số lần ông về phòng của Tình lại càng ít ỏi, nhưng điều đó lại khiến cô Tình vô cùng thoải mái. Được ông xã Nhẫn yêu chiều, cô Đào lại càng tin tưởng vững chắc vị trí của mình. Cô khóc lóc ỉ ôi, đòi chồng làm đám cưới hỏi đàng hoàng. Ông xã Nhẫn để chiều ý vợ nhỏ cũng làm theo. Một đám cưới tuy không lớn nhưng cũng rất đầy đủ được diễn ra. Cô Đào chính thức là bà hai của xã Nhẫn. Con mắt mọi người nhìn cô cũng khác đi một chút. Duy chỉ có ánh nhìn đạm mạc của cô Tình, ánh nhìn khinh bỉ của Thi đối với cô là không đổi mà thôi. Oán giận của cô Đào đối với họ lại càng sâu đậm. Oán giận từng giây từng phút động lại, ngày càng dày, tựa như lớp bụi bẩn, quét cỡ nào cũng không thể sạch. Buổi sớm mai hôm ấy, ông xã Nhẫn cùng cô Đào đi chợ tỉnh sớm. Cô Tình cũng đang thảnh thơi xem nhật trình thì thấy con dâu hí hửng từ bên trong đi ra. Thi cười tủm tỉm, nét mặt sáng lạng, gò má ửng hồng, ngồi xuống ghế bên cạnh, chìa ra một cái áo mới đến trước mặt cô Tình. Con có may cho mẹ cái áo xuyến lục đậu mới nè, mẹ mặc thử đi. Thi hớn hở, nét mong đợi hiện rõ trên mặt. Cô Tình nhìn con dâu, khóe miệng hơi cong lên, khẽ trả lời. Màu này không hợp với mẹ, con giữ lại mặc đi. Thi như bị tạt gáo nước lạnh, cô phùng môi trợn má, ánh mắt lộ rõ nét dỗi hờn. Cô Tình thấy biểu cảm của con dâu như vậy thì lấy làm lạ, cũng không hiểu đứa con dâu này sao tâm tình lại sớm nắng chiều mưa, buổi trưa giông bão như vậy không biết. Mới một giây trước còn vui vẻ, xoay mặt một cái lại làm bộ mặt câu có này. Mình chỉ là không nhận áo thôi mà, có mắng chửi gì nó đâu mà lại dùng ánh mắt đó nhìn mình. Tình à, cô, mẹ cảm thấy từ chối tấm lòng của con như vậy là vui lắm sao? Mẹ một chút cũng không cảm nhận được sao? Con thật sự rất... Thi nghẹn ngào nói, càng về sau lại càng lộn xộn. Cô chỉ muốn thân cận để chăm sóc Tình gần hơn một chút. Vậy mà cái người này lúc nào cũng đạm mạc, giữ khoảng cách với mọi người như vậy. Cả mình cũng vậy. Cô cảm giác trên đời này, người có thể khiến Tình quan tâm chỉ có duy nhất mình Tú Tài thôi.
cô dù có cố gắng thế nào thì Tình cũng không để ý đến mình. Nghĩ đến đây thì khổ sở bật khóc. Mình thích người ta lâu như vậy mà người ta một chút cũng không cảm nhận được. Yêu một người lại khó khăn, đau khổ đến như vậy sao? Sao lại khóc? Cô Tình thấy Thi khóc thì hơi giật mình, lại còn gọi lớn tên Tình của mình như vậy. Cô có làm gì nó đâu mà lại bật khóc nức nở. Tình theo bản năng muốn dỗ dành, giơ tay ôm Thi vào lòng như dỗ về con nhỏ. Ngẫm nghĩ nếu mình có một đứa con gái xinh đẹp như vậy, chắc cũng sẽ yêu thương hết lòng. Thi lần đầu được Tình ôm, cảm giác được thân thể mềm mại cùng mùi hương hoa bưởi nhàn nhạt trên người của Tình thì ngẩn ngơ. Cố hít thêm một chút cái hương thơm dịu ngọt này của người trong lòng. Cảm giác thật dễ chịu, Thi cũng vòng tay ôm lấy Tình. Qua một lúc lâu, cảm thấy Thi đã nín khóc, cô Tình mới chậm rãi cất lời. Buông ra được chưa? Thi luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Tình, cảm giác hạnh phúc lại ngắn ngủi đến vậy. Cô quẹt giọt nước mắt ngấn trên khóe mắt. Điệu bộ của một đứa trẻ khóc nhè khiến Tình phì cười. Lớn rồi mà như con nít, chị Huyền có đứa con gái như cô chắc là nhức đầu lắm đây. Mẹ con không nhức đầu đâu, con rất ngoan ngoãn, nhưng chỉ ngoan với những người con thương thôi. Mẹ cũng là một trong số những người đó. Tình lắc đầu chịu thua. Không thể nào nói chuyện đàng hoàng với cô được. Mẹ, cô chịu lấy áo hay không? Được rồi, tôi lấy là được chứ gì. Miễn cho cô khóc lóc, nước mắt nước mũi thấy ghê. Thi cười hề hề, khôi phục lại nét vui vẻ. Cảm giác hôm nay cũng không tệ, vừa được Tình ôm, có cảm giác gần Tình hơn một chút. Tâm trạng vui vẻ lại bỗng tuột dốc khi nghĩ biết đến bao giờ mới có thể thổ lộ tình cảm của mình cho Tình biết. Hay là chỉ có thể cất giấu ở trong lòng suốt đời như vậy? Phản ứng của Tình sẽ như thế nào khi biết mình thích Tình? Sẽ chấp nhận hay kinh tởm chán ghét xa cách rồi xua đuổi mình? Thi nghĩ thôi đã cảm thấy khổ sở lắm rồi. Tình yêu này cứ ngày một lớn dần theo thời gian, tâm trạng cũng theo đó mà thất thường. Vì Tình mà vui, cũng vì Tình mà buồn. Thì cả ngày hôm đó tâm trạng lơ đễnh, mãi đến tối mới đi ra sào lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Cô có sở thích tắm đêm, vì khi tắm lên mát mẻ sẽ đi ngủ ngay, không phải sợ cái thời tiết nóng nực làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vừa đến đoạn sâu của dãy lưu nước mưa lớn, đã nghe tiếng xì xầm của ai đó. Cô căng mắt nhìn vào ánh sáng mờ ảo hắt từ trong ra. Phía sau hàng cây dâm bụt là hai bóng người đang nói chuyện. Điền canh ở đây, một lát nữa khi tôi mở cửa sổ thì Điền biết phải làm gì rồi đó. Nhưng mà có ổn không? Lỡ thằng cha xã ổng điên lên á, giết tôi luôn rồi sao? Yên tâm đi, chừng đó Điền cứ nói là nó dụ dỗ Điền. Điền có bị bắt á, bất quá cũng chỉ bị đánh vài đòn rồi đuổi đi thôi. Chừng tôi lên làm bà chủ cái nhà này, tôi cho bạc Điền sống thảnh thơi, khỏi phải làm việc chi cho cực. Bà hai hứa rồi đó nha. Người ta trẻ như vậy mà kêu là bà. Thì lắng tai nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người kia, cũng dễ dàng nhận ra chất giọng chua ngoa của cô Đào. Cũng không rõ ràng kế hoạch của bà ta là gì và đang nhắm vào ai. Là mình, là Tình hay lại là Tú Tài đây? Thì đanh mặt, cho dù là ai thì cũng không cho phép bà ta đạt được ý mình. Mình phải đi trước bà ta một bước. Thì quay người đi về phía nhà lớn. Cô ngồi yên ở góc khuất cầu thang, cẩn thận quan sát. Gia đình trong nhà đa số đã xong việc và được cho đi nghỉ ngơi. Căn nhà rộng lớn như vậy cũng chỉ có mấy người, ra vào đều có thể nhìn thấy được hết. Thi giật mình nép vào trong bóng tối khi thấy cô Đào thập thò đi từ sau lên. Bà ta cẩn thận nhìn một vòng, không có ai, rồi mới đi đến bàn lớn chính giữa, lấy trong túi áo ra một gói giấy nhỏ có chứa thứ gì đó trắng trắng, rồi mở nắp ấm trà ra bỏ vào, lắc lắc cho hòa tan, đặt lại chỗ cũ, cũng rất nhanh rời khỏi đó. Lúc này Thi mới chợt hiểu ra, người mà bà ta nhắm đến chính là Tình.
cũng lờ mờ đoán ra cái tên Điền lúc nãy có vai trò gì trong kế hoạch này của bà ta. Thi đanh mặt tức giận, tình của cô hiền lành như nước trong như vậy, há có thể để cho bà ta du oan cái tội nhơ nhút kia sao? Bà ta cũng rất chịu khó quan sát thói quen của Tình, biết giờ này người cuối cùng ra đây là Tình. Sau khi bà ta vừa đi, Thi đã rất nhanh xuất hiện, rót hết số nước trà trong ấm ra ly rồi mang đi. Được rồi, là do bà ép thì đừng có trách tôi gậy ông đập lưng ông. Thi biết Tình của cô theo thói quen trước giờ ngủ sẽ đi một vòng xem xét cửa nẻo đã đóng cẩn thận hay chưa, rồi mới yên tâm đi ngủ. Thời buổi loạn lạc này, Tình luôn rất cẩn thận. Thi chỉ cần chịu khó quan sát sẽ dễ dàng biết được thói quen của Tình. Đương nhiên, cô Đào cũng vậy. Thậm chí cô ta còn để ý cô Tình kỹ càng hơn cả Thi nữa là khác. Cô Tình không biết ớt giáp gì, từ trong phòng đi ra xem xét cửa nẻo, rồi đi lại bàn định rót trà uống thì phát hiện hết trà. Cô tạt lưỡi rồi mang ấm trà đi xuống rửa để sáng mai còn chăm trà sớm cho chồng uống. Cô Đào nhìn thấy Tình mang ấm trà đi thì mỉm cười hài lòng, tin chắc Tình đã uống trà có chứa thuốc của mình. Cô cười thỏa mãn, chờ xem màn kịch hay do mình bày ra, chờ xem cái bộ mặt thanh tao đạm mạc kia có thể giữ được thêm bao lâu. Tội nhơ nhuốc cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cứ nghĩ đến lúc đó, bao nhiêu rác cứ đổ lên đầu cô Tình, cô muốn né cũng không né được. Cô Đào cười hả dạ đến mức khiến ông xã Nhẫn ngồi bên cạnh cũng cảm thấy sợ. Thi nấp ở phía sau, khi thấy Tình đã trở về phòng an toàn thì cô mới yên tâm. Cô không về phòng giấy Tú Tài mà lại đi đến một chỗ khác. Cô ngồi ở băng ghế đá bên hông nhà lớn, ly trà vẫn để nguyên trên bàn. Cô cứ nhìn chăm chăm vào nó, không rõ ý tứ. Một lát sau, khi căn nhà trở về với vẻ im ắng, thì mới nghe được tiếng chân từ phía sau. Cô hoàn toàn không ngạc nhiên, nở nụ cười ẩn ý. Tú Tân mặc bộ đồ ngủ lụa màu trắng, mở cửa đi xuống bậc thềm, tay vẫn cầm một cuốn sách. Cậu hơi bất ngờ khi thấy chỗ ngồi yêu thích của mình hôm nay đã bị bóng ai đó giành mất. Ánh đèn leo lét từ bên trong hắt ra, đủ để cậu thấy được người đó là ai. Trống ngực không khỏi hồi hộp, đập liên hồi. Là người cậu tơ tưởng bấy lâu, là chị dâu, cũng là người trong lòng của cậu. Khẽ gọi, giọng chất chứa nhiều nỗi niềm. Chị! Thi chậm rãi quay lại, nhàn nhạt trả lời. Là tôi, ở trong phòng thấy ngột ngạt nên ra đây ngồi cho mát một chút, làm phiền chú sao? Tú Tân lắp bắp. Không có, em cũng ra đây đọc sách. Tối thui mà đọc nổi gì? Tú Tân chột dạ. Cậu nào có đọc sách, mỗi tối cậu ra đây là để lén xem chị dâu xinh đẹp này tắm đêm. Cậu vô thức nhớ đến bờ lưng nõn nà hấp dẫn kia của Thi, thì đêm về lại tơ tưởng trong lòng không thôi. Mà không khỏi đỏ lên, cậu có cảm giác như chim sợ cành cong, làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Thi, sợ cảm giác sẽ bị chị ấy câu hồn đoạt phách vì quá xinh đẹp. Uống trà đi. Thi tự nhiên đưa ly trà có chứa thuốc gì đó của cô Đào đến trước mặt của Tú Tân như ra lệnh. Khóe miệng không nén lại, cong lên nụ cười dụ hoạt. Người đưa vô ý, nhưng người nhận hữu tình. Tú Tân nở nụ cười tươi. Có phải nằm mơ hay không? Người cậu tơ tưởng hôm nay chủ động thân cận với cậu. Thi trái lại với nụ cười dịu ngọt, miệng không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt lại như có trăm ngàn điều muốn nói. Ly trà này là do chính tay mẹ cậu ta tạo ra, để cho con trai bà uống cũng là lẽ đương nhiên thôi. Tú Tân nhìn nụ cười kia thì ngây ngẩn, tay cũng vô thức nhận lấy ly trà uống một ngụm, rồi lại một ngụm, cho đến khi hết sạch ly nước mà cậu vẫn còn thấy chưa đủ, có cảm giác hạnh phúc đơn giản không nói thành lời. Lần đầu tiên chị ấy chủ động nói chuyện với mình như vậy, lại không gian yên tĩnh này, chỉ có duy nhất hai người. Cậu ước gì khoảnh khắc này dừng lại ở giây phút này mãi mãi, chỉ có cậu và chị ấy mà thôi. Thế nhưng ước muốn của cậu rất nhanh đã bị dập tắt
khi Thi lạnh lùng cất lời. Vậy cậu ở lại đây đọc sách, tôi đi vào trước. Thi hờ hững đứng dậy đi về phía nhà sau, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, ánh mắt cũng thoáng lên một tia ác ý. Cô thoải mái xối từng gào nước mát lạnh lên thân thể trắng nõn không xương của mình. Dưới ánh đèn ui ui, chiếc xương quai xanh lấp ló ẩn hiện, bờ vai nụt nà, mái tóc dài được búi cao để lộ chiếc cần cổ dài trắng muốt, hai bên xương cánh bướm lả lơi mời gọi dưới làn nước trong. Tú Tân sau khi uống cạn ly trà mà Thi đưa, cậu làm gì còn tâm trí để đọc sách, cả hồn cứ thẫn thờ tơ tưởng về gương mặt của người ấy không thôi. Nỗi ấp ủ bị đè nén bấy lâu bỗng trong như chợt bùng phát dữ dội, ánh mắt bỗng thoáng lờ đi. Cậu loạng choạng đứng dậy, lảo đảo như người say, như một gã say tình. Tâm trí đang nghĩ về ai, nhớ đến ai thì chỉ muốn gặp người đó. Huống hồ chi á, người đó đang ở ngay trước mắt, thân thể chỉ có mặc độc chiếc áo cánh lá mỏng manh, bị nước làm ướt dính sát vào da thịt như mời gọi. Tú Tân không kìm được cơn lửa lòng, thân thể nóng rang, đầu óc chỉ ý niệm nhất một người, là người con gái ngay trước mặt. Cậu bất chấp lao đến ôm Thi từ phía sau, đôi môi tham lam áp vào sâu gáy cô mà hôn. Thi không bất ngờ, nhưng lại cố tỏ ra bất ngờ. Cô dùng giọng hét lớn, cố ý để mọi người trong nhà nghe thấy. Chú làm gì kỳ cục vậy? Mau buông tôi ra! Chị, tôi thích chị, đừng la mà! Tu Tân vẫn ôm chặt người Thi từ phía sau. Tôi là chị dâu của cậu đó, buông tôi ra! Mẹ ơi, chồng ơi, cứu em! Tu Tân có lẽ đã ngấm thuốc, dường như không còn tự chủ suy nghĩ hay ý thức được nữa. Mà cho Thi có la hét như thế nào, cậu cũng không buông, cứ khư khư ôm lấy người con gái mà cậu thương thầm trộm nhớ bấy lâu nay. Tiếng la của Thi thất thanh, vang vọng cả không gian thinh vắng. Đám gia nhân ở căn buồng nhỏ cạnh cháy bếp nghe thấy đầu tiên. Con Sen, thằng Đinh cùng bà bếp nghe tiếng Mợ Hai la hét thì lập tức ra xem. Kế đó là cậu Tú Tài cũng nghe giọng vợ, không kịp xỏ dép cũng hất hải chạy ra. Thấy cảnh cậu ba Tú Tân đương ôm chầm lấy Mợ Hai thì ai nấy đều kinh hãi. Thằng Đinh khỏe mạnh sắp lại giữ lấy tay kéo người cậu Tân ra. Con Sen cũng phụ nắm một bên tay khống chế cậu Tân. Bà bếp nhanh chóng hiểu chuyện, lập tức lấy khăn quàng lên che người Mợ Hai Thi. Tú Tân tuy trong cơn ngấm thuốc không tự chủ được, nhưng sức cậu không làm lại hai người ở nên bị kéo ra. Thằng Đinh cũng không nể nang, nó đẩy mạnh người cậu xuống đất, muốn thẳng tay đấm một cái cho cậu tỉnh lắm, nhưng nó không dám. Lúc này, Tú Tân, cô Tình với cả ông xã Nhẫn và cô Đào cũng đã ra tới. Cô Đào tái mặt khi chứng kiến cảnh này, bối rối không biết phải tính sao. Ông xã Nhẫn thì trợn trừng mắt tức giận nhìn đứa con trai nhỏ của mình làm cái chuyện tốt đẹp như vậy. Ông cũng trừng mắt liếc sang cô Đào một cái như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô Đào với cậu Tú Tài cũng đi nhanh về phía cổ Thi. Cậu Tú Tài hiền lành nên không để ý nhiều đến kẻ kia, chỉ chăm chăm lo lắng cho chị Thi của cậu mà thôi. Cậu cởi áo ngoài đắp thêm một lớp lên người cổ Thi, tay đưa lên quệt quệt lau nước mắt cho cô. Thi khóc rấm rứt, chừng thấy cô Tình đi lại gần, cô càng bật khóc lớn, cố dặn ra vài giọt nước mắt để lấy lòng của mẹ chồng. Cô Tình cũng vuốt vai con dâu một cái dỗ dành, rồi phẫn uất đưa mắt nhìn về phía Tú Tân đang nằm bệt dưới đất. Cô Đào thấy thằng Đình đang đè lên người, một tay còn trấn ngay cổ Tú Tân, khiến con trai cô ngạt thở sắp chết. Cô bưng bãi chạy lại, hất mạnh người Đình ra, đỡ Tú Tân ngồi dậy. Ánh mắt Tú Tân vẫn nóng rực, miệng lẩm bẩm tên của chị dâu. Cô Đào bịt miệng cậu không kịp. Ai đời, một người có ăn có học như cậu lại có cái ý tưởng loạn luân bất nhẫn như vậy. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì cậu làm sao sống được ở cái xứ này? Thiên hạ cũng chê cười nhà ông xã Nhẫn biết bao nhiêu. Con Sen vốn đã không thích mẹ con cô Đào. Lúc này, nó múc dưới sàn lên một xô nước, hất thẳng vào mặt cậu Tú Tân và cô Đào. Cậu Tú Tân bị tạt nước, thân thể đang nóng rực, bị dội một gáo nước lạnh thì mới dần tỉnh hồn lại. Ánh mắt mệt mỏi nhìn mọi người xung quanh. Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy nét mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống của ông xã Nhẫn. Theo bản năng,
cậu nép sát vào người mẹ mà trốn tránh. Mày, tao cho mày á, nội ngày mai dọn ra khỏi căn nhà này. Từ đây về sau, tao không có đứa con vô đạo đức như mày. Ông xã Nhẫn giận dữ rít lên qua kẽ răng. Ông tức giận, thất vọng về Tú Tài là một phần. Phần khác, nếu ông không làm cho ra Ngô ra khoai vụ này, cũng khó nhìn mặt Cô Tình với Tú Tài. Còn có cả Xui Gia huyện Hàm Tân bên kia nữa. Thôi thì đành hy sinh đứa con trai riêng này vậy. Cô Đào nghe mấy lời này thì sợ hãi, vội bò lại nếu ống quần của chồng mà năn nỉ. Mình tha cho cô lần này đi mà mình. Nó còn trẻ người non dạ. Ông xã Nhẫn trừng mắt hất người cô Đào ra ngoài. Khờ, mà dám tư tưởng đến chị dâu của mình. Tôi không có đứa con suy đạo đức như vậy. Bà mà còn làng nhàng nữa, tôi đập một gậy là nó chết tươi cho bà coi. Cô Đào biết tính ông xã Nhẫn nói được là sẽ làm được. Cô buông tay không níu kéo chồng nữa. Ông xã Nhẫn vẫn còn tức giận, phất tay bỏ đi. Cô Tình cũng ra hiệu cho con trai và con dâu đi vào, để lại hai mẹ con cô Đào ngồi ôm nhau mà khóc giữa trời đêm. Tú Tài đi pha ly ấm trà cho vợ, để hai người phụ nữ lại trong phòng. Cô Tình nhìn con dâu bằng ánh mắt thương cảm. Thi ngồi co ro, cuộn mình trong chiếc mền ấm, nét mặt không rõ là hoảng sợ hay sao, mà cứ đổ ẩn lên, cô Tình phải ngồi gần lại xoa dịu. Đừng sợ, không sao rồi. Thi ngẩng mặt nhìn, khóe miệng lại cong lên không rõ ý tứ, khiến cho cô Tình khó hiểu. Con sao vậy? Cô cần rước thầy đến xem không? Thi khẽ lắc đầu, ngó về phía cửa một cái, cô mới yên tâm kể lại mọi chuyện cho cô Tình nghe. Những tưởng cô Tình sẽ khen, hoặc ít nhất là vuốt ve xoa đầu mình một cái. Nhưng không ngờ nghe xong, cô Tình lại cau mày, nét mặt khó chịu. Sao lại làm như vậy? Khác nào tự lấy tro bẩn quét lên mặt mình. Danh giá người phụ nữ... cô lại xem nhẹ như vậy à? Thi vẫn có chút ương bướng cãi lại. Con chẳng thả tự mình giấy bẩn, chứ không để bà ta hất nước dơ bẩn lên người mẹ. Nếu hôm nay không phải mẹ con bà ta, thì người mang tiếng xấu sẽ là mẹ. Nhưng mà... Cô Tình thật sự không thể cãi. Sự thật là như vậy. Nếu không có con dâu, thì cái người bị hại hôm nay sẽ là mình. Người bị mất danh tiếng là mình. Nhưng phải nói làm sao? Cô cũng không muốn vì vậy mà con dâu phải chịu tiếng ô nhục. Hơn nữa, mình cũng chỉ là mẹ chồng, không có điểm gì nổi bật hay ưu tú, không đáng để Thi hy sinh bất chấp như vậy. Thi nhìn nét mặt lấp lửng, muốn mắng mà không mắng được Cố Tình thì lại nói thêm. Con biết mẹ thiện lương không thích tranh giành, nhưng mẹ không tranh giành không có nghĩa là người khác không giành những thứ mẹ đang có. Nếu mẹ không thể nhẫn tâm thì để con nhẫn tâm thay mẹ. Con không để bất cứ ai làm tổn hại đến mẹ đâu. Khóe mắt Thi bỗng lóe lên một tia ác ý, khiến cô Tình khẽ rùng mình. Đứa trẻ này có phải hay không đang làm quá lên? Cô Tình dịu dàng khẽ nói. Mẹ chỉ muốn các con bình yên sống thôi. Thi không trả lời. Cô thừa biết Tình sẽ nói như vậy nên không cãi lại. Tình có suy nghĩ của Tình, cô có cách yêu thương bảo vệ của cô. Cũng giống như tình cảm này vậy, không cần người kia đáp lại. Chỉ một mình cô cho đi là đủ rồi. Ngày hôm sau, Tú Tân thu dọn đồ đạc, cúi đầu rời khỏi nhà. Cô Đào đưa con ra đến cổng mà nước mắt lan dài trên má. Ông xã Nhẫn đã ra lệnh cho cậu phải đi khỏi xứ này để tránh mang tiếng cho nhà ông. Ông cũng cẩn thận hăm dọa đám gia đình. Nếu dám bếp xếp chuyện này ra ngoài thì ông sẽ đánh chết. Đám gia đình tuy không dám hó hé, nhưng chuyện hôm qua ầm ĩ khiến nhà hàng xóm cách đó nghe thấy. Lại có mấy người đi cắm câu đêm ở cái đìa phía sau nhà cũng nghe thấy. Tiếng xầm xì bắt đầu truyền đi ngay sau đó. Tú Tân cũng tự thấy xấu hổ, không dám ở lại. Cậu bỏ xứ đi mất biệt. Chuyện đến tai ông bà huyện, ông huyện giận dữ đòi qua bên đó làm cho ra lẽ,
Nhưng bà Huệ ngăn lại, bà khuyên ông đừng làm lớn chuyện. Người chịu tiếng xấu chỉ có con gái mình mà thôi. Bà tin cô Tình sẽ chắc chắn ra mặt và bảo vệ cho con gái mình. Là chỗ bạn bè cả chục năm nay, bà cũng hiểu ít nhiều tính của cô Tình. Từ sau khi con trai bỏ xứ đi thì cô Đào trầm mặc hơn hẳn. Cả ngày cứ ru rú trong phòng, đến bữa thì ra ăn cơm, xong lại về phòng. Ít nói, cũng ít bắt bẻ gia đình hơn ngày trước rất nhiều. Có những lúc cô Đào ngồi thẫn thờ bên sông cửa, nhìn ra phía băng ghế đá chỗ Tú Tân hay ngồi đọc sách. Lắm lúc cô lén nhìn cô Tình chằm chằm từ phía sau, hận ý ngày càng nồng đậm. Chỉ là khi có mặt mọi người, cô luôn khéo léo che giấu. Cô Đào dường như âm trầm và biến suy nghĩ trước sau hơn là manh động, miệng đi nhanh hơn não như ngày trước. Giờ đây cô đã không còn con trai làm chỗ dựa, chỉ một thân một mình trong căn nhà rộng lớn này. Mọi việc đều cẩn trọng hơn, chịu khó lấy lòng xã nhân hơn. Chớp mắt đã 2 tháng trôi qua. Đã qua tháng 10 âm lịch, cô Tình vẫn theo thói quen hàng năm sẽ đi chùa cầu phúc. Lần này cô cũng định đi một mình, nhưng Thi lại nhất quyết đòi đi theo. Hết cách, cô Tình đành phải chịu theo ý của Thi. Xe ngựa chạy khỏi nhà một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa. Những cơn mưa tháng này không lớn không nhỏ, nhưng rã rít dai dẳng mù trời. Hai bên đường lộ dáng thưa người, thỉnh thoảng mới có chiếc xe kéo chạy ngược hướng. Thi nhích người ra phía sau thùng xe, đẩy cô Tình vào phía trong để không bị tạt ướt. Nước mưa hất vào mặt khiến tóc mai của Thi lơ thưa dính bết vào trán. Cô tinh nghịch đưa tay ra hứng từng giọt mưa rơi xuống. Nét đẹp trong trẻo hiện hữu trên gương mặt thiếu nữ khiến cô Tình nhìn đến nhất thời ngây ngẩn. Đến tận bây giờ, cô Tình vẫn không hiểu vì sao một đứa con gái xinh đẹp, thông minh, lại có gia thế như Thi mà chịu gả cho đứa con trai khờ khạo của mình. Xe chạy thêm nửa canh giờ thì đến chùa. Phu xe giữ chặt dây cương cho ngựa chạy chậm lại. Cô Tình bung dù bước xuống trước. Cô nghiêng dù về phía sau che cho Thi. Cả hai thông thả đi dưới mưa, từng bước đi vào khuôn viên ngôi chùa. Thi nép người đi cạnh người trong lòng, ước gì khoảnh khắc hạnh phúc này kéo dài thêm một chút. Phía trước sảnh, lác đác vài người cũng đi cúng chùa, người quỳ lại liên tục. Có cô gái trẻ có lẽ cầu tình duyên nên chắp tay thành kính cầu khấn. Cô Tình gấp dù rồi đặt ở bên thềm. Hôm nay cô mặc một bộ áo dài tím để lộ dáng người hơi mảnh khảnh. Tóc búi cũ tỏi được giữ lại bằng cây trăm cài ngà, có phần bất đồng với gương mặt vẫn còn trẻ hơn so với tuổi 35. Thi thì mặc đơn giản hơn với chiếc áo xuyến hồng, quần vải trắng, đều là loại vải tốt nhất, mịn màng nhất. Mái tóc dài buộc hờ bằng sợi dây vải, phía trước mái hơi rủ xuống vì ướt mưa. Cô Tình bước vào đại sảnh, nhìn quanh một cái, rồi chậm chậm đi lại lấy nhang đốt lên, chuẩn bị khấn vái. Thi cũng bắt chước đi ngay sau cô, như một chú mèo con ngoan ngoãn bên cạnh chủ. Cô Tình đưa qua cho Thi mấy cây nhang đã đốt. Khói lan tỏa cả sảnh khiến Thi hơi cay mát. Cô dụi dụi mắt rồi cũng quỳ xuống ngay bên cạnh cô Tình. Cô Tình thành tâm đi chùa nên nhắm mắt lầm rầm khấn vái. Thi cũng cầm nhang, điệu bộ nghiêm túc nhưng thực chất là đang lén ngắm nhìn cô Tình. Đã rất lâu rồi cô mới dám nhìn Tình chăm chú với khoảng cách gần như vậy. Khóe miệng bất giác cong lên, cười như không cười. Người trong lòng bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt, gần như vậy nhưng lại cảm giác như xa xa cách trở vô cùng. Bất giác Thi muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy một cái cho thỏa nỗi niềm. Kia là đôi môi đỏ hồng, mi mắt rũ xuống hờ hững, sườn mặt gọn gàng, sống mũi cao, tỏa ra điểm hấp dẫn chí mạng. Đang chăm chú ngắm nhìn thì bỗng cô Tình mở mắt ra. Thi bị giật mình nhưng phản ứng nhanh nhạy, cô lập tức dời ánh mắt nhìn thẳng về phía tượng Phật cao cao phía trên, ra chiều nghiêm túc khấn vái. Cô Tình đi lại cắm nhang lên, quay lại vẫn nhìn thấy Thi ngồi thẫn thờ ở đó thì hỏi: khấn gì mà thành tâm dữ vậy? Thi nhìn cô Tình
nén tiếng thở dài rồi trả lời vu vơ. Cảnh tình rối ren, kiếp này khó giải bày. Nói rồi, cô nhét mấy cây nhang lại vào tay Tình rồi bỏ đi ra phía trước đứng. Dưới mái hiên bên hông chùa, nhìn mưa giăng đầy trời, tiếng nước mưa rơi rớt ra lá cây nghe lột bột, cặp chim sẻ đậu trên cột chùa để trú mưa. Chúng đậu sát vào như để giữ ấm cho nhau. Thi bất giác buồn não nề trong lòng mà không hiểu vì sao. Chỉ vô thức nghĩ đến mối tình âm thầm đeo đẳng suốt mười mấy năm, chỉ có thể chôn vùi tận sâu trong đáy lòng, không cách nào có thể nói ra. Thi cảm giác được mình sắp ức đến chết, dẫu biên thứ tình cảm này là thiên bất thấu, nhân bất dung. Nhưng con tim luôn có lý lẽ của riêng nó, huống hồ chi cô đã thầm thương trộn nhớ bóng hình kia suốt những năm tháng tuổi thơ dài đằng đẵng. Chỉ mong mau mau lớn lên để có thể tiếp cận đường đường chính chính ở bên cạnh người đó. Chưa bao giờ Thi lại chán ghen cái thân phận đàn bà của mình như vậy. Nghĩ đến cả đời này chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh dưới danh phận con dâu người ta như vậy thôi. Thi cảm thấy hơi uất ức, khóe mắt cô đỏ hoe cây xè. Một giọt nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống. Cô Tình sau khi thắp nhang khấn vái xong, trò chuyện với sư cô một vài câu, thì ngó quanh tìm Thi, không thấy trong khuôn viên đại sảnh. Cô bước ra phía trước, rồi vòng ra hai bên hông để tìm. Thấy bóng lưng kiêu bạc của Thi, bất giác cô Tình hơi mũi lòng. Từ phía sau, cô Tình khẽ gọi. Thi! Thi quay lại, vội lấy tay quệt đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt. Cổ họng khô đắng, ánh mắt chua xót nhìn cô Tình. Sao tự dưng lại khóc rồi? Thi không trả lời, chỉ chìa hai tay ra phía trước, nói: Có thể ôm con một cái, được không? Được không mẹ? Cô Tình không rõ vì sao, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng của con dâu đang không tốt. Cô cũng phối hợp theo, đi lại gần hơn một chút để cho Thi ôm mình. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi, cô Tình có thể cảm nhận được thân thể mảnh khảnh kia đang run lên, không rõ là vì lạnh hay là sợ hãi điều gì đó. Bàn tay ấy run rẩy chạm lấy lưng mình. Trong giây phút ấy, cô Tình cảm thấy Thi cũng không phải là đứa trẻ thủ đoạn hay có ác tâm như mình nghĩ. Nội tâm đứa nhỏ này vẫn rất mềm yếu. Chỉ cần không làm tổn hại đến người thân của Thi thì Thi nhất định sẽ không chủ động làm hại ai. Có lẽ là dư chấn sau cái đêm tai hại hôm ấy. Hai người ở lại chùa dùng cơm chay rồi mới về. Đến lúc về, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Trên đường về, Thi vẫn như cũ ngồi ở phía ngoài chắn không cho mưa tạt vào người cô Tình. Chiếc xe ngựa chạy đến đoạn đường lõm chõm đá, sóc lên sóc xuống. Phu xe giữ cương cho ngựa chạy chậm lại. Lúc nãy mẹ khấn gì á mà lâu dữ vậy? Cơn xúc động qua đi, Thi mới tò mò hỏi Tình. Cầu gia đạo bình an, con cái khỏe mạnh, mau mau một chút, có cháu bồng bế, một trai một gái thì càng tốt. Cô Tình hơi cười, đáp lại. Trái ngược hoàn toàn, Thi sụ mặt, mắt ngó xa xăm bên cánh đồng. Còn con, khấn gì mà thẫn thờ như vậy? Cô Tình cũng nổi tính tò mò. Điều con ước, có lẽ là cả đời này cũng không thể có được đâu. Câu trả lời càng làm cho Tình thêm tò mò. Là điều gì mới được? Cùng người trong lòng vĩnh kết đồng tâm, đời này không biệt không ly. Cô Tình nghĩ đến Tú Tài, khẽ mỉm cười. Cô Ti âu yếm nhìn Thi như thầm cảm ơn. Thi cũng hiểu nên nở nụ cười buồn, ánh mắt chứa đựng trăm ngàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ gói gọn trong những tiếng thở dài. Xe ngựa chỉ cắt một đoạn nữa là về đến nhà. Thi nhìn thấy trong màn mưa là bóng dáng quen thuộc của con Sen. Nó đầu trần dầm mưa mà cắm đầu chạy. Chừng ngó thấy xe ngựa của bà với mợ hai, nó mới bật khóc lớn rồi chạy nhanh lại, vừa thở hồng hộc vừa nghẹn ngào nói: Bà ơi, mợ ơi, cậu Tú Tài té xuống rạch mất dạng rồi.
Chỉ mới nghe đến đó thôi, cô Tình đã không chịu nổi, ngã ra bất tỉnh. Thi cũng sững sờ, cô đỡ lấy người của Tình. Hối phu xe chạy nhanh về nhà để điều tra sự tình. Về đến nhà, Thi kêu con Sen che dù, còn mình thì bế cô Tình vào đặt nằm ở bộ dáng ngựa. Đầu ngõ dọc theo con rạch, đã thấy mấy người tụm ba tụm năm đi dọc theo đó tìm tung tích của cậu Tú Tài. Thi cũng muốn chạy ra đó, nhưng cô Tình bất tỉnh ở đây. Đi pha nước ấm lên cho mỡ. Thi lấy khăn ấm lau mặt, rồi vuốt hai bên thái dương cho cô Tình tỉnh lại. Chừng tỉnh lại rồi, mặt mày đã tái mét. Cô không quản cơn mưa rã rích mà lao thẳng về phía trước tìm con trai. Thi cũng lo lắng chạy theo. Ông xã Nhẫn che dù đứng ở mé rạch, ra lệnh cho đám tá điền quanh đó lội xuống tìm con trai mình. Ôi, người đi câu bên kia rạch nhìn thấy cậu Tú Tài rớt xuống ngay chỗ này. Mới rớt đó mà lặn xuống tìm thì không thấy. Phen này lành ít dữ nhiều rồi. Kiểu này là ma gia giấu xác rồi. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Thi không cách nào bịt hết miệng thiên hạ được, chỉ có thể cẩn thận đứng phía sau canh chừng cô Tình. Rủi cô có ngã ra thì cũng có thể đỡ kịp. Ông xã Nhẫn vẫn đứng ngay ở mé rạch không ngừng theo dõi. Cô Tình khóc một chập, sau dần lấy lại bình tĩnh. Cô liên tiếp khấn vái cầu xin ông bà phù hộ cho đứa con trai khờ khạo của mình. Hồi 6-7 tuổi, cậu Tú Tài có té sông một lần rồi mà may mắn thoát được. Giờ lại té rạch lần nữa, xem ra có hôn chết nước rồi. Thì nghe mấy lời này thì cũng vô thức nhớ lại tai nạn năm đó. Nếu cô không kịp nhảy xuống cứu thì có lẽ Tú Tài đã mất từ năm đó rồi. May mắn cứu được, nhưng cái giá đánh đổi là khá lớn khi trí não cậu khù khờ chậm chạp. Bây giờ cậu lại té sông một lần nữa. Có phải hay không, đây chính là số mạng của cậu rồi. Ông bà huyện bên kia rạch nghe người ta đến báo thì cũng hối thêm mười mấy người gia đình trong nhà chèo xuồng qua bên đó phụ tìm con rể. Ông bà huyện từ xa nhìn thấy con gái mắt đỏ hoe đứng dịnh dai mẹ chồng, ánh mắt đầy xót xa nhưng chứa đựng rất nhiều tâm tư tình cảm. Con gái bà sinh ra nuôi lớn lên, bà hiểu rõ tính tình Thi hơn ai hết. Thi giống là người đạm mạc từ nhỏ, đã ít quan tâm cảm xúc của người khác. Vậy mà nhìn xem ánh mắt lo lắng kia rõ ràng là vượt trên mức bình thường. Bà huyện nhìn thấy có cảm giác gì đó là lạ, nhưng không biết là lạ chỗ nào. Ông huyện thì đi lại chỗ xã Nhẫn hỏi tình hình, bà huyện thì động viên cô Tình. Cô Tình lúc này như người mất hồn, nghe thấy nhưng không có tâm trạng trả lời. Mắt cô cứ ngó trơn trơn xuống dòng nước đục ngầu. Nãy giờ trong nhà bị một phen gà bay chó sủa như vậy nên không ai để ý đến cô Đào. Cô cũng chỉ đứng bên trong hàng ba nhìn ra đám người lố nhố ngoài kia, miệng nhếch lên, mắt xích đầy ác niệm. Từ từ sẽ đến lượt mày thôi. Tiếng cười rít lên trong cổ họng. Cô Đào xoay người đi vào trong, ánh mắt thoáng lên một tia hận ý. Đến xế chiều, cuối cùng người ta cũng tìm thấy Tú Tài, cậu mắc kẹt ở dưới dãy dừa nước. Chiếc áo xám tro của cậu nổi một mảng lên mặt nước. Khi người ta đưa cậu lên thì mặt mày của cậu đã trắng bệch, thân thể lạnh ngắt cứng đờ, tay chân tím tái, phía sau gáy còn có một vết tét khá dài. Nước thấm vào khiến vết thương càng thêm nở phình ra. Khoảng áo sau lưng cũng bị máu nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt. Thi vừa nhìn thấy đã khẽ xoay mặt đi, tay cắn chặt ngăn tiếng khóc. Cô Tình nhìn thấy con trai chết đau đớn thì không kìm được nước mắt. Cô lao đến ôm trầm lấy xác con trai khóc quên trời đất. Nội tâm người mẹ mất con đau khổ đến trời long đất lở. Từ hai hốc mắt, mũi cho đến miệng Tú Tài bỗng ọc máu tươi. Máu rỉ rả từ hốc mắt khiến cho những người có mặt ở đó kinh hãi. Trời ơi, cậu Tú Tài chết đứt lại trẻ như vậy thì linh thiêng lắm. Đừng có cho người nhà chạm vào, không nên chút nào. Kéo cô Tình ra đi, chết nước linh lắm. Mau kéo ra đi, đừng cho chạm vô xác người mất nữa. Một ông cụ lớn tuổi trong làng nói.
ông huyện và ông xã Nhẫn phải ra tín hiệu cho bà huyện và Thi lại kéo cô Tình ra khỏi người Tú Tài. Thi cũng đau đớn khi chứng kiến cảnh này. Cô dùng hết sức giữ lấy người cô Tình. Cô Tình ngày thường ốm yếu là như vậy, nhưng bây giờ bỗng mạnh mẽ vô cùng. Cô giằng khỏi vòng tay Thi và bà huyện, một lần nữa chạy đến ôm lấy con trai. Ông xã Nhẫn phải đứng chắn ngang, đẩy người cô về phía sau. Cũng may có Thi đón lấy, nếu không có lẽ cô đã té nhào. Ông xã nên dựng lều che mưa, tẩm liệm cậu ấy ở đây, rồi mang đi chôn cất luôn, đừng mang vào nhà, không nên đâu. Ông xã Nhẫn cau mày xót xa, nhìn đứa con trai nằm đó im lìm. Dẫu nó có khờ khạo thì vẫn là đứa con trai đầu lòng mà ông kỳ vọng. Giờ nó mất đau đớn như vậy, ông như đứt từng khúc ruột. Ông đứng thẫn ra một lúc, rồi cũng lấy lại tinh thần, cho người đi mua áo quan. Gia đình đi rước thầy về xem giờ giấc thích hợp để tẩn liệm con trai. Một nhóm tá điền khác cũng đi đốn tre, dựng một cái lều nhỏ đủ che một khúc con đường đất. Cô Tình sau khi đã khóc cạn nước mắt thì cũng không còn sức lực để dùng giải nữa. Cô ngồi thẫn thờ bên thi thể lạnh ngắt của Tú Tài. Cô cũng không dám chạm vào thân thể con trai. Ông huyện Hàm Tân phải thay cô lại lau máu trên mặt mũi cho cậu. Bộ đồ mát lụa trắng của cậu cũng được thay bằng một bộ đồ Tây Âu mới. Gương mặt cậu tuy trắng bệch nhưng mi mắt nhắm hờ, tựa hồ như đang ngủ một giấc ngủ bình an. Cô Tình thoáng có cảm giác con trai chỉ là mệt mỏi, ngủ thiếp đi một giấc, sau đó sẽ tỉnh dậy, sẽ lại cười nói vui đùa với cô như ngày thường. Nhưng cô đợi rất lâu, rất lâu, mãi đến khi trời tối, người ta đưa cậu vào quan tài, đắp khăn lên mà cậu vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Chút hy vọng nhỏ nhoi, dần lụi tàn theo thời gian. Trời càng về tối, tâm trạng cô Tình cũng càng âm u theo. Thi cũng rất thương xót cho Tú Tài, cậu ngoan ngoãn hiền lành, lúc nào cũng lẻo đẻo bên mình. Vậy mà giờ này lại nằm gọn gàng trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia. Nhưng người mất thì cũng đã mất rồi, chỉ còn người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Cô lo lắng cho Tình hơn. Tú Tài là máu thịt, là sự sống của Tình. Không biết những ngày tiếp theo Tình sẽ sống ra sao. Lo lắng nên Thi lúc nào cũng luẩn quẩn một bên cô Tình. Người ngoài nhìn không biết, còn tưởng cô con dâu có hiếu luôn túc trực một bên mẹ chồng lúc đau buồn này. Ánh mắt thương cảm có chút ân cần âu yếm ấy làm sao lọt qua khỏi bà huyện. Từ lúc chiều đến giờ, bà huyện vẫn mơ hồ có điều gì đó kỳ lạ ở đứa con gái của mình, nhưng đến giờ vẫn chưa rõ là lạ ở chỗ nào. Bà lại thở dài khi nghĩ đến cảnh con gái còn trẻ như vậy mà đã trở thành quá phụ rồi. Sư thầy nói cậu Tú Tài mất ngay giờ sáu, khuyên gia đình nên chôn mau một chút để cậu sớm yên nghỉ. Thầy cũng chọn ra một giờ tốt, vào 8 giờ tối hôm sau có thể hạ huyệt cậu. Một đám tang đơn giản diễn ra và cũng nhanh chóng kết thúc. Cậu Tú Tài cuối cùng cũng đã yên nghỉ dưới lòng đất lạnh lẽo, để lại cô Tình với sự tiếc nuối vô hạn. Người đã gầy, nay lại càng ốm o hơn. Thi nhìn thôi cũng đã đau lòng muốn chết, sợ Tình vì thương nhớ Tú Tài quá sẽ làm ra những chuyện không hay. Bởi vậy cô lúc nào cũng kè kè một bên, không dám sơ sài. Ông xã Nhẫn mấy hôm nay cũng ra vào buồn giàu giàu. Riêng cô Đào chỉ ló mặt ra đúng cái hôm người ta đi chôn cậu Tú Tài rồi rút luôn vào phòng. Cả nhà mỗi người một suy nghĩ, lại muốn yên tĩnh nên không ai ngó ngàng đến ai. Đến bữa cũng mệt mỏi ăn dăm ba hộp cơm rồi thôi, chứ không ai nói năng câu nào. Cô Tình đã không còn vật vã như mấy ngày đầu mất con, nhưng cô cứ lơ đãng nhìn ra phía trước con rạch. Lắm lúc Thi còn thấy cô khóc nữa. Thi đau lòng chỉ có thể hết lời an ủi. Một thời gian sau, vào buổi tối, sau khi thấy Tình đã về phòng chịu nằm yên xuống giường rồi, Thi mới trở về phòng của mình.
căn phòng này vẫn lạnh lẽo thiếu tiếng cười nói kể từ ngày Tú Tài mất. Thi nằm trằn trọc, cứ xoay qua xoay lại mãi không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh gương mặt u buồn gầy gò hốc hác của Tình lại hiện lên trong tâm trí. Thi đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng dường như không có hiệu quả. Nỗi bất an dường như len lỏi vào trong tâm trí. Thi mở cửa phòng đi ra trước định tìm nước uống. Vừa đến bậc thềm đã nhìn thấy một bóng lưng gầy gò quen thuộc ngồi ngay trước bàn vong của Tú Tài. Mái tóc đen xõa dài bất động giữa ánh đèn leo lét hát từ trên bàn vong. Khoảnh khắc ấy, tim Thi cũng khẽ chững lại. Cô Tình lại thương nhớ người đã khuất. Đêm hôm rồi vẫn còn ra đây ngồi. Thi không dám động, chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ phía sau. Một lúc lâu mà người kia vẫn không nhúc nhích, cứ thẫn thờ nhìn tấm di ảnh của Tú Tài. Thi hơi hoảng sợ, cô nhẹ bước lại chạm vào vai Tình. Cô Tình khẽ quay lại, cô cảm giác được có ánh nhìn mình chăm chăm từ nãy tới giờ, nhưng biết được đó là ai nên cô không nói. Cô ra hiệu cho Thi ngồi xuống bộ trường kỷ. Rất lâu sau, cô mới cất tiếng trầm mạc nói. Tú Tài mất rồi, con định như thế nào? Thi hơi hốt hoảng khi nhìn ra ý định của Tình. Chẳng lẽ Tình lại định đuổi mình đi hay sao? Nội tâm Thi có hoảng sợ. Cô đến cái nhà này là vì Tình, chứ không phải vì bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Trong lúc này, cô lại càng muốn ở lại cùng Tình vượt qua nỗi đau này. Tình không thể đuổi cô đi được. Thi thực sự đau lòng khi không thể nói hết nỗi niềm sâu thẳm trong trái tim mình. Người cô thương đang ở ngay trước mặt. Gần như vậy, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến. Tú Tài vừa mới mất, con chỉ muốn thủ tiết thờ chồng mà thôi. Cô Tình thở dài, nắm lấy tay con dâu, nói: con còn quá trẻ, không cần phải như vậy đâu. Hay là... Không, con không muốn, mẹ đừng nói gì hết. Thi hơi cứng người, cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của Tình đang nắm lấy tay mình. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần danh chính ngôn thuận cô được nắm tay của Tình. Thi không khỏi xúc động. Bao nhiêu tâm tư nỗi niềm cô chôn giấu suốt mười mấy năm bỗng dưng tuôn trào một cách dào dẹt. Khóe mắt không tự chủ mà rơi xuống một giọt nước mắt nóng ấm. Cô Tình khẽ xoa đầu của Thi. Nhìn đứa con gái này, bất giác cô lại nhớ đến khoảng thời gian lúc trước. Lung Tú Tài và Thi vẫn còn nhỏ xíu, hay chạy nhảy chơi nhà chòi ở trước sân. Thời gian thấm thoát trôi qua vậy mà nhanh vô cùng. Nhanh đến mức tóc cô chưa kịp bạc mà con trai cô đã vội từ bỏ thế nhân này rồi. Cô Tình cũng tự cảm thấy thân thể mình bây giờ không khác gì cây đã thối rễ. Thân xác cũng dần mục nát theo thời gian. Con dâu lại còn trẻ như vậy, bắt Thi thủ tiết thờ con trai mình 3 năm thì thật tội nghiệp cho Thi. Cô nhìn quanh căn nhà rộng lớn xa hoa, nhưng chẳng khác nào chiếc lồng son giam cầm cuộc đời con người này. Cổ nhân có câu: nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi là thượng thọ, 35 tuổi, hơn nửa đời người cô bị giam cầm trong ngôi nhà này, với một người chồng mà cô không hề có tình cảm. Thứ duy nhất khiến cô có dũng cảm cùng với động lực để sống chính là đứa con trai khờ khạo và cô con dâu xinh đẹp này. Thật tâm, cô không hề mong muốn Thi nửa đời sau cũng giống mình, ở lại cái nơi u buồn này. Ngoan, đừng khóc. Nếu con muốn thì có thể rời đi mà. Mẹ không muốn bắt con ở lại đây đâu. Con có thể tìm một tấm chồng khác tốt hơn. Nói thật lòng, đến tận bây giờ, mẹ vẫn không hiểu vì sao con lại ưng Tú Tài. Nó có xứng với con đâu. Thi vội lắc đầu, rắm rứt, có chút hèn mọn cầu xin. Mẹ đừng đuổi con đi mà. Con chỉ muốn ở lại đây với Tú Tài, với mẹ thôi. Tú Tài mất rồi á, nhưng mẹ còn có con mà. Con sẽ ở lại bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ mà. Cô Tình cười buồn, không thể ngăn được tiếng lòng. Cô chồm đến ôm chầm lấy thân thể gầy gò kia. Mẹ còn có con mà. Cô Tình xúc động ứa nước mắt, nói: mẹ biết rồi. Mẹ cảm ơn con.
tình hình của cô Đào bên kia cũng không mấy khả quan. Tinh thần cô dường như không còn được tỉnh táo kể từ ngày Tú Tân bỏ xứ đi biển biệt. Thương nhớ con, cô Đào cứ ôm gối mà tưởng tượng cái gối là con trai của mình như lúc còn nhỏ. Căn nhà lớn đã ít người, nay thì một người ít nói ít cười, một người gần như điên dại. Ông xã Nhẫn chán trường hay cho người đánh xe ngựa chở ông đi chợ tỉnh chơi. Bà huyện nhìn thấy con rể mất thì vẫn còn trẻ, định mãn tang sẽ bàn với cô Tình chuyện của con gái. Riêng ông huyện thì lại can ngăn. Ông nói con gái đã gả cho nhà người ta rồi thì dù chồng có mất cũng phải thủ tiết thờ 3 năm. Không có được bắt về như vậy, thiên hạ sẽ coi gia đình ông là gì? Thời gian cứ thế trôi qua hết một năm. Thi sớm tối không đi đâu, chỉ luẩn quẩn một bên cô Tình. Đám gia đình và người trong xóm thì thầm đánh giá cô là một đứa con dâu tốt, hiếu thuận với mẹ chồng. Cô trời mới biết được nỗi lòng của Thi. Cũng là khoảng thời gian mà Thi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Được ở bên cạnh, sớm tối chăm sóc người cô thương, cho dù chỉ là dưới danh phận một đứa con dâu. Ông xã Nhẫn đi xem hát, đi đánh bạc, có gặp một cô gái tên Hòa, là con của một con bạc đánh chung với ông. Năm nay mới 25 tuổi. Cô Hòa là quá phụ đã mấy năm nay, không có con cái, nên về ở với cha ruột. Ông xã Nhẫn rất vừa mắt cô Hòa, nên hỏi cưới về làm bà tư. Cha cô Hòa thấy tiền sinh lễ thì sáng mắt nhất quyết gả con gái. Cô Hòa thấy ông xã Nhân tuy lớn tuổi nhưng có của ăn của để, cũng biết ông đã có hai bà vợ ở nhà rồi, nhưng cô vẫn ưng chịu mà gả cho ông. Chuyện Hòa về làm bà tư nhà xã Nhẫn, cô Tình không để tâm mấy. Tính cô trước nay giống là ít quan tâm chuyện của chồng, bây giờ vẫn như vậy. Cô chăm đi chùa cầu an cũng là để thanh tịnh tâm hồn hơn, thì lúc nào cũng đòi đi theo. Cô Đào thì ngày càng nặng hơn, cứ lườm lườm người vợ mới của chồng. Ấy vậy mà cô vẫn rất ngoan ngoãn, đến bữa ăn thì ra ăn, ăn xong thì lại vô buồn, lâu lâu lại nổi hứng, đánh đập đám gia đình một chút. Có lúc cô bình tĩnh như thường, cũng có lúc lại lên cơn, lại nhằm thằng Đinh là Tú Tân, con trai của mình mà ôm chầm lấy nó. Ông xã Nhẫn chán ghét, cũng ít chung đụng với hai bà vợ của mình. Ông cưng chịu cô vợ mới này hơn, mua đủ thứ trang sức dòng vàng cho cô. Một đám cưới nho nhỏ được diễn ra, mà cho những lời bàn tán của thiên hạ. Cô Tình mặc áo dài, bộ dáng đoan trang, đứng một bên nhìn chồng mình cưới thêm vợ mới. Trái ngược với vẻ hân hoan của ông xã Nhân, nét mặt cô không nóng không lạnh, ánh nhìn mơ hồ, không rõ ràng cảm xúc. Thi phận là con dâu trong nhà, nên cô cũng phải có mặt. Khóe môi hơi dương lên, ý cười tỏa nắng, nhưng rõ ràng xuất hiện một tia khinh miệt. Cô cũng mặc áo dài tím nhạt, đứng bên cạnh nhà, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn duy nhất một người. Cô Đào cũng châu chuốt tóc tai gọn gàng đi ra. Đôi đèn long phụng được thắp sáng, mâm lễ vật, dàn cưới cũng được đặt ngay ngắn trên bàn. Phía ngoài sân, mười mấy bàn được bày kín khoảng sân rộng, mấy chậu cây kiển cũng được đám gia đình dọn gọn gàng qua một bên. Lối đi vào được treo một dải dây đèn đỏ sáng rực. Lác đác vài khách đi trễ nên vào ngồi ở phía sau. Đám khách đến trước đã bắt đầu dùng trà, ăn tiệc. Bỗng từ phía đoạn đường đất ngoài cổng, một thanh niên mặc tây phục, còn có một đứa nhỏ mặc quần áo bà ba đã rách bươm đi phía trước dẫn đường. Nhà ông xã Nhẫn đây ạ. Thanh niên mặc tây phục ấy xăm xăm đi vào trong nhà. Thoáng thấy gia chủ đang có hỷ sự thì hơi khựng lại, cau mày suy nghĩ một chút rồi cũng dứt khoát đi thẳng vào. Hắn đi đến trước cửa nhà lớn nhìn quanh một cái rồi cởi mũ xuống chào. Cho hỏi đây có phải là nhà của ông xã Nhẫn không? Ông xã Nhẫn nét mặt có sắc vui, vừa cầm chung rượu vừa ngó người trai kia, đáp. Phải rồi, thầy đây là... Tôi là người của bót tàu ở Sài Gòn, có phải Phạm Tú Tân là con trai của ông hay không? Ông xã Nhẫn nghe vậy thì cau mày. Cô Đào nghe tên con trai thì bật đứng dậy nhìn người kia trơn trơn như chờ đợi tung tích. Đúng vậy, tôi đến để báo cho người thân đến bót để nhận xác cậu về. Cái gì? Ai nấy đều giật mình khi nghe tin tức động trời này.
Con trai tôi đã xảy ra chuyện gì? Cô Đào gần như khóc, hỏi. Cậu Tú Tân bị chìm phà giữa sông cái nên mất mạng. Muốn biết rõ hơn thì gia đình hãy đến boss để hỏi. Thôi, chào gia đình, tôi còn phải đi thông báo cho mấy nhà khác nữa. Người thanh niên mặc tây phục sau khi xong nhiệm vụ thông báo thì từ giã. Cô Đào nghe hôn tin thì ngồi phịch xuống bộ trường kỷ. Không khí đám cưới đen nhộn nhịp bỗng trùng xuống. Ông xã Nhẫn mặc dù trong bụng rất không vui nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp đãi mọi người. Thi và cô Tình nhìn nhau không nói gì, cả hai không hẹn mà đều nhìn về phía cô Đào. Lúc này cô Đào ngồi thất thần nhưng nét mặt lại trầm xuống, bình tĩnh đến lạ thường. Có phải hay không, đây chính là biểu cảm mà người ta nói là chết điếng trong lòng. Cô Tình nén tiếng thở dài. Cái cảm giác này cô hiểu rất rõ. Trong phút giây này, cô hoàn toàn đồng cảm với nỗi niềm của người mẹ mất con. Thi thì không nghĩ vậy, cô cảm thấy như rất xứng đáng với những gì cô Đào đã gây ra. Nếu như hôm đó bà ta không chủ động hãm hại Tình, thì đâu đến nỗi báo hại con trai mình phải bỏ xứ đi, rồi chết chóc dọc đường dọc xá như vậy. Âu cũng là ác giả ác báo mà thôi. Thi là như vậy, bản tính cô không thiện lương được như Tình. Đám cưới xong xuôi, cô Đào đi theo ông xã Nhẫn lên boss nhận xét Tú Tân. Cô Đào vẫn ôm hy vọng rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn thôi, chỉ là tên trùng tên mà thôi. Con trai cô ở đâu đó vẫn sống khỏe mạnh bình yên. Thế nhưng gương mặt của Tú Tân hiện ra sau lớp chiếu lạnh lẽo ấy lại chính thức dập tắt chút hy vọng mỏng manh của cô Đào. Gương mặt trắng bệch ấy không khác gì Tú Tài là mấy. Cái buổi chiều mưa người ta vớt xác cậu lên. Giờ đây Tú Tân cũng nằm ngay đơ giống hệt như vậy. Ông xã Nhẫn trong một thời gian ngắn ngủi mất đi hai đứa con thì cũng xót xa lắm. Ông bỏ tiền thuê xe chở xác con trai nhỏ về nghĩa địa làng chôn cất. Cũng giống như Tú Tài, Tú Tân cũng không được mang vào nhà vì sợ cái hôn chết nước. Cô Đào cho rằng chính mẹ con cô Tình đã gây ra tình cảnh như vậy. Hận ý đối với cô Tình ngày càng nồng đậm hơn. Mất con trai, cô Đào cũng không còn mục đích sống. Cả ngày cứ giật giật ra vào nhìn bàn vong của Tú Tân, nhìn di ảnh của Tú Tân đặt ngay bên cạnh Tú Tài. Cô Hòa nhìn thấy cảnh nhà lớn u ám vì có đến hai người chết trẻ. Vợ lớn thì đạm mạc, vợ nhỏ thì thơ thẩn như người mất hồn. Cô con dâu lúc nào cũng nhìn mình như dò xét. Sống trong căn nhà như vậy, cô cũng không thích. Cô trị tê bên gối đòi ông xã Nhẫn mua nhà khác ra riêng ở. Ông xã Nhẫn vốn cũng đã chán ngát tình cảm này. Lại muốn cô Hòa mau mau một chút có thai để ông có con nối dõi thờ tự sau này, nên đồng ý. Ông tìm thợ xây một căn nhà mới gần chợ tỉnh mà cho cô Hòa ở. Ông cũng sẽ đi lại giữa hai nhà cho thoải mái thần trí. Cô Tình biết chuyện này nhưng cũng không ý kiến gì. Cô cũng không muốn người trẻ tuổi như Thi hay cô Hòa chôn vùi cuộc sống của mình ở căn nhà tối tăm đầy đau thương này. Bản thân cô nếu có thể cũng sẽ lên chùa xin ở lại cho thanh thản. Ngạc nổi, con dâu cứ ngăn cản không cho cô đi. Buổi chiều định mệnh hôm đó, vẫn như mọi ngày, cô Tình theo thói quen đi lên nhà trước dọn dẹp bàn vong để cúng cơm mới cho Tú Tài. Cô cũng muốn làm cho Tú Tân, nhưng cô Đào không cho. Thì mắt cô bày trẻ nấu nướng đằng sau, thấy Tình đi lên trước nhưng cô không đi lên theo. Cô Tình nhìn di ảnh con trai, chốc chốc lại thở dài. Cô nhớ Tú Tài rất nhiều, dù đã qua được một thời gian, nhưng cảm giác đau thương vẫn nguyên vẹn y như ban đầu. Cô vẫn chưa thể tin được rằng con mình thật sự đã mất. Cô Tình vuốt ve gương mặt trong ảnh như thể vuốt ve chính đứa con trai yêu quý của mình. Chị nhớ nó lắm đúng không? Giọng cô Đào lạnh lẽo từ phía sau cất lên. Cô Tình khẽ quay lại không đáp. Thấy nét mặt cô Tình vẫn đạm mạc như vậy, cô Đào lại tiếp tục. Tôi cũng nhớ con trai tôi lắm.
Nếu không phải tại cô với con dâu của cô, thì con trai của tôi không phải bỏ xứ đi, cũng không đến mức phải chết oan uổng như vậy. Tu Tần nó học giỏi, tương lai sáng lạng như vậy, lại mất tất cả hết chỉ tại mẹ con cô. Tôi biết cô đau buồn, nhưng đừng có ăn nói bậy bạ như vậy. Nếu cô không hại người, làm sao con cô lại lãnh hậu quả như vậy? Âu cũng là ác giả ác báo mà thôi. Ngay từ đầu, nếu cô không tự mò đến căn nhà này, không tìm đủ mọi cách tranh giành hãm hại người khác, thì kết cục của con trai cô có như vậy hay không? Nếu con dâu cô không rủ quấn con trai tôi, thì làm sao nó bị đuổi đi? Con dâu tôi không có tội gì hết. Chính con trai cô đã làm tổn hại đến danh giá con gái người ta. Cô còn tráo trở nói được những lời như vậy nữa. Rõ ràng là con trai cô có tà tâm, còn trách ai? Cô! Cô Đào đối lý như lên cơn, tức giận lao đến muốn hất đổ bàn vong của Tú Tài. Cô Tình lập tức đứng chắn ngang, không cho cô Đào lại gần. Cô Đào giận dữ đẩy mạnh người cô Tình về phía sau, lưng đập mạnh vào bộ dáng ngựa cạnh đó, rồi khuỵu xuống, nhăn mặt đau đớn. Cô Đào lại sấn đến bàn vong của Tú Tài, hất đổ bát hương xuống đất dở nát. Mấy chén đũa cúng cơm trên bàn cũng văng tứ tung. Cô Đào giơ tay định đem di ảnh của Tú Tài ném xuống đất. Cô Tình bất chấp cơn đau, dùng dậy giữ tay cô Đào lại. Sức lực cô Đào mạnh hơn, lại hất người cô Tình ra, thẳng chân đạp vào người cô Tình một cái. Thi từ phía sau nghe tiếng đổ dở thì chạy lên. Vừa ngay lúc cô Đào đạp vào người Tình, Thi nổi giận lao đến kéo người cô Đào đẩy mạnh ra. Thi đỡ người Tình dậy, nhìn xung quanh lộn xộn thì đanh mặt nghiến răng nhìn cô Đào. Cô Tình nhìn bàn vong của con trai đổ dở lộn xộn, đau đớn lắm. Con trai mất rồi mà cũng không được yên, bị người ta đập phá như vậy. Mẹ có sao không? Thi lo lắng hỏi, nhìn thấy tay Tình bị mảnh sành cứa trúng, máu chảy đỏ lồm thì đau lòng lắm. Cô Tình lê bước lại bàn vong của Tú Tài. Vừa hay lúc ấy, cô Đào không biết lấy từ đâu ra một cây dao nhỏ, lầm lầm trong tay mà lao đến, hướng về phía cô Tình mà đâm, ánh mắt long lên sự hận thù. Tình! Thi hét lên, rồi nhanh chóng chạy lại, lấy thân mình che chắn cho người kia. Chỉ cảm giác được mảnh lưng mình, một cơn đau đớn truyền đến dữ dội. Lưỡi dao lạnh lẽo cắm sâu vào người, cảm giác được máu từ vết đâm tuôn chảy, ướt cả khoang áo sau lưng. Thi nhăn mặt vì đau, cả người dần dần gục xuống. Cô Tình quay lại, dừa dặn đón lấy thân thể đang ngã gục của Thi. Mặt vẫn ngơ ngác, bàn tay chạm đến mảnh lưng đang tứa máu. Máu nhuộm đỏ cả bàn tay, khiến cô ý thức được con dâu sắp không xong rồi. Cô ôm gọn Thi vào lòng, bật khóc lớn nghẹn ngào. Sao lại làm như vậy? Hơi thở của Thi dần yếu đi, ánh mắt cùng đôi đồng tử căng hết cỡ, như muốn nhìn thật rõ người trước mặt. Ánh mắt lờ đi như đã gửi gắm trăm vạn điều muốn nói, nhưng sức lực yếu dần, không đủ để nói nữa. Lời vừa đến cổ họng đã nghẹn cứng ở đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng ấy, cô Tình dường như hiểu ra tất cả. Thứ tâm tư tình cảm, yêu mà không dám nói ấy, đều gói gọn trong một ánh mắt của kẻ si tình. Ấy chính là ánh mắt của Thi. Hóa ra là như vậy. Cũng bởi như vậy nên cô mới chịu gả cho đứa con trai khờ của mình. Vì như vậy mới luẩn quẩn đeo dính lấy mình, rồi ngu ngốc đỡ thay mình một cú đâm. Sao mọi thứ lại oan nghiệt như vậy? Cô Tình lắc đầu, tay lại càng siết chặt thân thể của Thi vào lòng. Cô không thể đáp lại, cũng ích kỷ, không muốn mất đi. Khờ quá, sao lại làm như vậy? Không đáng chút nào hết Thi ơi. Không đáng chút nào hết Thi ơi. Hơi thở Thi dần dần chậm lại, yếu ớt cầu xin. Kiếp này tình cảm rối rắm, đến phút cuối vẫn không thể giải bày. Nếu có kiếp sau, chỉ mong Tình đáp lại một cách trọn vẹn, có được không? Cô Tình lại ứa nước mắt, gật gật đầu nức nở. Nhất định mà,
nhất định. Thi khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt của người kia. Gương mặt xinh đẹp của Tình rất gần, gần đến mức có chút không chân thật. Cô dùng chút sức tàn rướn đến cắn lên cổ của Tình một cái. Dấu răng in hằn lên da thịt trắng nõn như một ký hiệu riêng biệt giữa hai người. Thi thở hắt ra một hơi khó nhọc. Là bóng dáng một thiếu nữ mặc áo xuyến xanh, gương mặt trong ngần nhìn xa xăm bên bờ rạch. Cho dù có như thế nào, gương mặt này vẫn mãi xinh đẹp như thuở ban đầu. Ký ức này vẫn mãi là vĩnh hằng trong tâm trí của Thi. Rồi cô nhắm mắt, hai tay buông lỏng, thân thể vô lực, hơi thở cũng tắt ngấm. Cô Tình cảm nhận được người trong tay mình đã rời đi. Cô bật khóc nức nở, ôm chầm lấy xác của Thi. Cô Đào bị con Sen và thằng Đinh bắt trói lại. Nó chạy đi báo cho ông xã Nhẫn về. Ông xã Nhẫn tức giận, gọi Hương quản lại, còng cô Đào đi bỏ tù. Dưới áp lực của ông bà huyện Hàm Tân, cô Đào bị kết tội xử bắn. Cô Tình không còn gì để dương dấn nhân sinh. Cô mang di ảnh của Thi theo mình lên chùa xuống tóc. Nửa đời sau, nương nhờ cửa Phật, mong tìm chút an ủi tâm hồn. Cô Tình mất 4 năm sau đó. Trong khuôn viên chùa, phía bên hông có một mái đình nhỏ để thờ Phật tử của chùa. Người ta thấy có di ảnh của hai người con gái xinh đẹp được đặt cạnh nhau. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.